Dạ, Đồ Nhà Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác đã đến với kênh của Đồ Nhà Thanh Huyền. Hiện nay thì thời tiết miền Bắc của mình đã chuyển sang cái giai đoạn là mưa rét đúng không các bác? Nên là rất cần thiết trong gia đình đó có là một cái nồi lẩu. Tin chắc rằng là nhiều gia đình đã thích ăn lẩu rồi. Đấy là lý do tại sao mà Đồ Nhà Thanh Huyền hôm nay sẽ giới thiệu tới các bác cái dòng bếp từ đơn nhé. Bếp từ đơn và hai cái em này thì đều là cái dòng là dây dây liền luôn này. Chứ không phải là dây hít 500 cắm rời nữa. Đây là cái dòng dây liền. Ok, và cái em switch em bên phải này của chúng ta là cái em mặt đá các bác nhé. Switch với mã là STI gạch ngang IH19. Em này thì vô cùng nhiều các chế độ nấu luôn. Chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu em nó luôn nhé. Kích thước đây, sắp sẽ đo tay luôn cho các bác nhìn. Khoảng gần 40 cm chiều dài, chiều ngang thì sao? Chiều ngang thì tầm khoảng hơn 30 cm một tí các bác nhé. Rồi, đây là cái mình dày của em nó. Quay cho các bác nhìn rõ luôn. Quạt tản nhiệt, lỗ thông tản nhiệt đây, rất là nhiều luôn. Dây này thì dài gần 2 mét các bác ạ, rất là dài. Nên các bác có thể kéo thoải mái luôn. Chúng ta sẽ cùng xem thông số của em bếp này. Em bếp này là sử dụng điện 100V. Phải cắm qua đổi nguồn với công suất là 1200W. Với công suất này thì sẽ cần phải cắm qua một cái đổi nguồn là 1500V A các bác nhé. Công suất 1500V A. Em này phải nói rằng là chỉ là hàng dùng lướt. Các bác biết tại sao không ạ? Vì cái cánh quạt này chúng ta cùng nhìn kỹ này. Cái cánh quạt ở bên trong này nó rất là mới luôn. Nó cực kỳ ít bụi. Nó có bụi nó chỉ bám một tí, có thể là do về Việt Nam mình ăn thứ thôi. Đấy, nhìn bên trong nhìn rõ cả đồng đồng vàng này. Đấy, đồng vàng, cánh quạt đen rất là mới. Ok, phải nói rằng là em này là một cái em chỉ là em dùng lướt. Bên ngoài có cái vết nào mà nhìn hơi đen đen có thể là do vận chuyển thôi, còn không có dùng xài nhiều đâu. Các bác cứ tin shop đi, vì các bác khi các bác nhận hàng thì sẽ thấy ngay cái cánh quạt ở bên trong nó như thế nào. Vì cái dây nó dài quá nên là shop mới phải buộc nó lại cho nó ngắn lại. Ok, chúng ta cùng bật lên. Rồi, sau khi cắm điện vào chúng ta sẽ để một cái nồi lên luôn nhé. Rồi, bật nút nấu này. Đó, đây là chế độ mạnh nhất. Rồi giảm dần, tăng giảm ở đây. Lên đây không thể ấn tăng nữa vì nó là mạnh nhất rồi. Còn giảm xuống đây. Đấy, giữa của trung bình và mạnh. Giảm dần. Hoặc các bác nếu không muốn ấn cái mũi tên này mỏi tay nữa, chúng ta thì ấn luôn nút mạnh này. Em này cực kỳ là đa dạng nhá các bác. Shop sẽ giới thiệu qua cho các bác. Một tí nước đã reo reo lên một tí rồi này. Có hẹn giờ này. Có hẹn giờ, đấy là cái hẹn giờ là số phút các bác nhé. 10 phút nữa tắt này. 2 phút, 20 phút tắt này. Đồ Nhà Thanh Huyền xin phép được cho giảm nhỏ lại nhé. Cho nó đỡ cái tiếng ồn của sôi lên. Của nước sôi này. Hay là 30 phút nữa tắt này. Có rất nhiều chế độ luôn. 120 phút nữa. Ngoài ra, ngoài cái việc là hẹn giờ này ra, em nó còn có cái tác dụng, đó là cái tác dụng nữa là ủ ấm như là một cái bình thủy các bạn. Ủ ở 90 độ C này. Đó, ủ ở 90 độ C này, nước các bạn sôi sôi lên một tí này. Chúng ta sẽ cho xuống ủ 80 độ C này. Hay là đấy, cái bọt nước nó giảm hẳn xuống đúng không các bác? Hay là ủ 60 độ C. Đó. Wow, rất là dễ luôn. Còn nếu mà không muốn ủ nữa thì chúng ta sẽ dùng tắt này đi, để tắt nó đi. Bật lên để xào nấu. Bên này là chế độ nấu này, còn đây là chế độ xào này, có 3 mức nhiệt độ 200 độ C. Đó, nước nó sủi tăm lên luôn này. 180 độ C hay là 160 độ C, rất là dễ dàng đúng không ạ? Rồi, còn nếu như mà chúng ta đấy, mạnh không các bác? Xào nấu này rất là mạnh luôn. Còn có thể là dùng menu ở đây là đun nước này, chế độ đun nước hay là nấu cháo. Có rất nhiều luôn để cho các bác sử dụng. Và tắt đi. Ok, một cái em bếp từ đơn switch với công suất khá là cao, 1400W, mà giá chỉ với là bao nhiêu ạ? Chỉ với 800.000 đồng các bác nhé. Đồ Nhà Thanh Huyền đang thanh lý dọn kho dần các sản phẩm để đón Tết.
Và cái em bếp này thì nó chỉ là hàng xài lướt qua mà thôi các bác ạ. Bác nào mà đã ưng ý em nó rồi thì hãy mau chóng liên lạc với Đồ Nhật Thanh Huyền để có thể sở hữu ngay em nó, dinh em nó về để nấu những bữa ăn ngon, có những cái bữa lẩu bên cạnh quây quần bên gia đình người thân mình nhé. Đó, đây là cái một cái em bếp Swift, tiếp theo đến là một cái em bếp màu trắng nữa. À, vâng, xin lỗi các bác, cái em Swift vừa nãy là công suất là 1.200W các bác nhé. Shop vừa nhầm với em này mới là công suất 1.400W này. Chúng ta cùng xem phía đáy nó luôn. 1.400W. Với mã là IC gạch ngang MJ14, em này thì nó làm chữ tiếng Nhật hoàn toàn các bác ạ, nên là không có chữ tiếng Anh nào để mà biết đọc được là hãng sản xuất là hãng nào luôn ấy, cái gì mà IH chua sang teo lỉ phỉn cái gì ấy. Nên là thôi chúng ta cứ gọi theo mã của em nó luôn nhé. Dùng điện 100V, công suất 1.400W. Em này thì màu là màu trắng sữa, ngà ngà một tí các bác nhé. Khá là to. Khá là to, to hơn, rộng hơn cái em Swift vừa nãy, dài hơn nhiều luôn. Đó. Rồi và chúng ta sẽ cắm điện vào điện 100V luôn. Rồi cắm điện vào, chúng ta sẽ có hai chế độ để chúng ta có thể sử dụng. Đây là chế độ nấu. Chúng ta ăn lẩu chúng ta sẽ dùng chế độ này. Còn nếu mà chúng ta xào rán sẽ dùng chế độ này. Đấy, xào rán thì sẽ hiển thị là trên đây là sẽ là nhiệt độ từ 200 độ C là cao nhất cho đến thấp nhất là 140 độ C các bác nhé. Rất là dễ dàng luôn. Thao tác ở đây. Còn thông thường chúng ta muốn chuyển sang chế độ nấu này, ăn lẩu này chúng ta phải tắt đi này. Và ấn nút nấu. Rồi, nấu này. Nấu này thì có các mức từ giữ ấm cho đến yếu, cho đến cao nhất thì tăng giảm ở đây. Phím này thì hoạt động trơn tru tất cả các phím các bác nhé. Cũng như ở đây có một cái chế độ bên này nữa là hẹn giờ. Đây là 1 tiếng này, tính theo tiếng sẽ tắt. Hiển thị này 1 tiếng này, hay là 2 tiếng sau sẽ tắt. Hoặc cho tắt cái này đi, hoặc có thể là để 1 phút, 2 phút, đó, và tắt đi. 1 phút thôi, để 1 phút thì sẽ tự nó ngắt đi cho các bác xem. Và đây là một cái em bếp đến từ thương hiệu của Nhật Bản, toàn tiếng Nhật thôi. Chúng ta dù như Thanh Huyền là không biết đọc mấy cái chữ đấy, không biết là hãng hãng gì của Nhật Bản luôn. Công suất là cực kỳ là cao, chỉ với là 1.400, chỉ là công suất cao nhất của bếp từ đơn là 1.400W. Đây là công suất tối đa đối với bếp từ đơn chạy điện 100V các bác nhé. Các bác muốn tìm bếp từ đơn mà công suất lớn hơn 1.400W thì sẽ không có đâu. Bếp từ đơn chạy điện 100V thì công suất tối đa là 1.400W thôi. Còn shop không nói những cái dòng bếp từ đơn nội địa Nhật mà chạy điện 200V thì công suất cao hơn thì Đồ Nhật Thanh Huyền đang không nói đến. Rồi ok, một cái em bếp từ đơn màu trắng ngà công suất 1.400W này thì giá bao nhiêu? Giá chỉ với là 800.000 đồng các bác nhé. Hai em bếp này thì Đồ Nhật Thanh Huyền đều đang để đồng giá. Lý do tại sao? Vì một em thì công suất cao hơn, một em thì công suất thấp hơn. Rồi đấy, các bác thấy không ạ? Bếp đã tự ngắt. Vì từ nãy giờ đã được 1 phút rồi và bếp đã tự ngắt rồi. Rất là hay, rất là thông minh đúng không ạ? Cực kỳ là thông minh. Dùng hàng của Nhật thì rất là thông minh và rất là công nghệ luôn. Và cực kỳ là an toàn. Rồi, shop sẽ để là giá 800.000 đồng. Giá này thì chưa bao gồm phí ship và bộ đổi nguồn. Bác nào mà chưa có bộ đổi nguồn thì cứ liên lạc với Đồ Nhật Thanh Huyền. Bếp này thì cần phải cắm qua một cái đổi nguồn, đó là đổi nguồn 2.000V A. 2.000V A thì Đồ Nhật Thanh Huyền đang bán giá là 450.000 đồng, bảo hành 12 tháng, bếp bảo hành 6 tháng. Rồi giá này cũng chưa bao gồm phí ship các bác nhé. Các bác ở đâu thì các bác cứ báo qua cho Đồ Nhật Thanh Huyền để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ check cước ship gửi tới cho các bác luôn. Ok, vâng. Và hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền giới thiệu hai cái em bếp từ đơn như vậy. Bác nào mà đã ưng ý em nào rồi thì hãy mau chóng liên lạc với Đồ Nhật Thanh Huyền qua số điện thoại 0936 811 346 hoặc 0901 218 555 để có thể được tư vấn chi tiết cụ thể hơn nữa nhé. Ngoài hai mẫu này ra thì Đồ Nhật Thanh Huyền còn rất nhiều mẫu bếp từ đơn khác, dây hít rời của các hãng như National, Toshiba, Yamazen, tất tần tật đều có hết luôn. Giá thì dao động từ 500.000 trở lên các bác ạ. Vâng, và Đồ Nhật Thanh Huyền thì đang chờ đợi các cuộc gọi từ tất cả các bác, cũng như có thể là các bác có thể nhắn tin qua Zalo nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của Đồ Nhật Thanh Huyền.